Ủa, Na đâu rồi ta? Ủa Na ơi, con ngồi đây đợi ba xíu nha, ba đi giao đồ cho khách cái. Dạ dạ. Ủa, Na đâu rồi ta? Ủa Na ơi. Nhắm mắt lại hôn vào tai, nhớ em anh không thể nào cay. Cuốn lấy đâu như dòng dọc diều, anh là gió em là thủy chiều. Bịt mắt em lại mây. Ủa, con đứng đây đợi bạn hả? Dạ không. Vậy là con thích nhảy hả? Dạ. Con đi với ai vậy? Dạ con đi với ba. Dạ đúng rồi, chắc là ba con đang tìm con á. Vậy con đọc số của ba đi, để cô gọi cho ba tới đón con nha. Dạ. Cô gọi cho ba của con rồi á, con chờ chút xíu nha. Ba tới đón con liền á. Ủa nè, sao con không đợi ba ở ngoài mà con đứng vô đây vậy? Ủa, anh là ba của bé hả? Dạ đúng rồi cô, cảm ơn cô nhiều nha. Cô mà không gọi là không biết kiếm bé đâu luôn á. Kiếm một vòng nãy giờ luôn. Dạ không có gì đâu anh, nhưng mà lần sau anh nhớ cẩn thận chút xíu nha, để lỡ bé đi lạc á. Dạ cảm ơn cô nha. Thôi thưa cô về đi con. Dạ con thưa cô con về. Anh từ từ khoan đã nữa. Ủa sao vậy cô?